bài này nó rất là tình cảm, nghe nếu mà đọc nội dung nó có vẻ sướt mướt, nhưng mà thực ra nghe thì nó không có quá bị sướt mướt mà nó nghe được rất là vẫn còn khỏe mạnh, vẫn rất là tốt. À, tôi nghĩ cái đó là cái hay của Thùy. Sao đêm nay vẫn lâu hơn mọi đêm, anh hỡi mình chẳng nắm say nhau rồi, thì hãy giữ cho những yêu thương. Những cái đoạn kêu của em nó rất là, nghĩ là nó rất là tự phát và nó không có chính xác. Cười lên ông em cùng bao nỗi đau của ngày hôm qua khi đã kết xa. Khi nghe em hát, khi mà nhìn ấy thì mình thấy rất là mãnh liệt, nhưng mà mình không đủ sức từ cái giọng mình ra để làm cho cái bài nó mãnh liệt được.